cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Dự án khu nhà ở cao tầng trên các lô đất CT02, CT03, CT04 thuộc dự án khu đô thị sinh thái Dream City do Công ty Bất Động Sản Chứng Minh làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư gần 6.863 tỷ đồng, về tiến độ đầu tư, chủ đầu tư phải thực hiện đầu tư xây dựng và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động trong vòng 8 năm theo tiến độ dự án khu đô thị sinh thái Dream City đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hình thức huy động vốn là ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với tổ chức để thực hiện dự án. Mức vốn huy động là 3.365 tỷ đồng. Thời hạn huy động vốn tối đa bằng thời gian thực hiện dự án. Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên nhận được văn bản của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Minh, Công ty Bất động sản Trường Minh, về việc thông báo huy động vốn cho dự án khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất CT02, CT03, CT04, thuộc dự án khu đô thị sinh thái Dream City huyện Văn Giang theo hình thức hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với tổ chức. Theo đánh giá căn cứ quy định, của luật nhà ở năm 2023, Nghị định số 95-2024 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở dự án này đáp ứng các điều kiện huy động vốn quy định tại nghị định số 95/2024 về huy động vốn theo hình thức hợp tác đầu tư hợp tác kinh doanh với tổ chức để thực hiện phát triển nhà ở và thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Tuy nhiên, Sở xây dựng tỉnh đề nghị công ty bất động sản chứng minh trước khi tiến hành ký kết hợp đồng huy động vốn, công ty phải thông báo công khai về tình trạng thế chấp của dự án với đơn vị góp vốn và bên nhận thế chấp phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp hoặc rút bớt tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp đảm bảo trước khi ký kết hợp đồng huy động vốn, chỉ được ký kết hợp đồng huy động vốn sau khi có đủ điều kiện theo quy định của nghị định số 95/2024 và các quy định pháp luật liên quan. Sở xây dựng cũng yêu cầu huy động vốn phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc bên tham gia góp vốn hợp tác đầu tư hợp tác kinh doanh liên doanh liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ góp vốn theo thỏa thuận trong hợp đồng không được phân chia sản phẩm nhà ở hoặc ưu tiên đăng ký đặt cọc hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn việc phân chia lợi nhuận bằng cổ phiếu cho các trường hợp huy động vốn phải đáp ứng quy định của pháp luật về doanh nghiệp pháp luật về chứng khoán tổng vốn được huy động theo tất cả các hình thức huy động vốn và vốn chủ sở hữu phải có không vượt quá tổng vốn đầu tư dự án bao gồm cả tiền sử dụng đất tiền thuê đất mà chủ đầu tư phải nộp theo quy định của pháp luật về đất đai đặc biệt sở xây dựng tỉnh nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền theo quy định thời gian huy động vốn phải tuân thủ theo quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền Việc huy động vốn phải đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân góp vốn cho phát triển nhà ở. Trên cơ sở những kết quả ghi nhận được từ quý 3, hội môi giới bất động sản Việt Nam dự báo nếu các yếu tố như chính sách pháp lý tài chính và đầu tư công tiếp tục được cải thiện, thị trường khả năng sẽ tiếp tục tăng nhiệt trong giai đoạn cuối năm một nhấn mạnh quan trọng được đề cập trong báo cáo là việc nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường giám sát và điều tiết thị trường đảm bảo sự ổn định và phát triển đúng hướng đồng thời xu hướng bất động sản xanh đang nổi lên được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường trong chu kỳ mới các phân khúc sẽ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi căn hộ cao cấp tiếp tục dẫn dắt thị trường biệt thự liền kề trở nên sôi động đất nền pháp lý sạch thu hút nhà đầu tư nhà ở xã hội sẽ có thêm cơ hội nhờ vào các quy định mới bất động sản công nghiệp tăng trưởng, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ có cơ hội cải thiện nhờ vào việc Condotel được cấp sổ. Trong bối cảnh hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện, VARS kiến nghị các chủ đầu tư, sàn giao dịch và môi giới bất động sản cần chủ động cập nhật và nắm bắt kịp thời các thay đổi mới, đồng thời doanh nghiệp cần điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp với hành lang pháp lý và xu hướng phát triển thị trường. Cụ thể, VARS hướng vào khả năng chi trả của phần đông người dân các sàn giao dịch bất động sản phải nâng cao trách nhiệm trong việc thẩm định pháp lý dự án nhằm đảm bảo lựa chọn những dự án chất lượng tham gia phân phối đối với môi trường bất động sản việc tham gia các chương trình đào tạo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề làm bước đi quan trọng để xây dựng sự chuyên nghiệp và uy tín trong nghề chủ đề tăng nhiệt hay tạo nhiệt được đặt ra trong một câu hỏi lớn cho cả thị trường bất động sản vợ ars cho rằng Việc thị trường bất động sản đang ở giai đoạn chuyển giao, vì vậy sẽ rất nhạy cảm trước các yếu tố ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực từ các chủ thể. Sự tăng trưởng nhẹ ở một số phân khúc có thể tạo nên đà hồi phục mạnh mẽ nếu các yếu tố hỗ trợ từ chính sách, hạ tầng và tài chính được đáp ứng. Tuy nhiên, câu chuyện tăng giá bất động sản nếu không được can thiệp sớm sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho thị trường và cho cả xã hội. Để giải quyết được tình trạng này, nhà nước cần sớm có các biện pháp hỗ trợ nhằm thông đường cho các dự án nhà ở thương mại giá bình dân, nhà ở xã hội và có thêm những chính sách phục hồi cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Song song đó, VARS cho rằng rất cần sự tham gia đồng hành của tất cả các chủ thể, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp bất động sản và môi giới bất động sản. VARS cho biết, trong thời gian chờ các bộ luật mới có tác động sâu rộng, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phục hồi một cách chậm rãi nhưng bền vững với những tín hiệu cải thiện ngày càng rõ rệt. Đến cuối năm 2024, quá trình phục hồi của thị trường bất động sản sẽ thể hiện rõ nét hơn, mặc dù sự phục hồi này vẫn sẽ có sự phân hóa giữa các phân khúc và khu vực, nhưng mức độ phân hóa sẽ đồng đều hơn so với trước. Để tăng ưu đãi, chính phủ đang giao Bộ Xây dựng nghiên cứu gói 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội, trong đó có 15.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, 15.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ người thu nhập thấp, công nhân mua nhà. Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 năm 2024 liên quan tới việc đề xuất thêm gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội với nhiều ưu đãi hơn cho người mua nhà, ông Vương Duy Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng thông tin, thực hiện đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng và các bộ đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện, trong đó có triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội. Gói này được triển khai trên tinh thần các ngân hàng chủ động cân đối ngân sách không hỗ trợ nên ưu đãi lãi vay ngắn 3 năm cho chủ đầu tư, 5 năm cho người mua. Gói này chưa đảm bảo ưu đãi đối với người mua nhà là người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Để tăng ưu đãi, chính phủ đang giao Bộ Xây dựng nghiên cứu gói 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội, trong đó có 15.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, 15.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ người thu nhập thấp, công nhân mua nhà ở xã hội, qua đó giúp người thu nhập thấp có thể tiếp cận được vốn rẻ để mua nhà. Tuy nhiên, việc đề xuất gói 30.000 tỷ phải phù hợp với pháp luật về ngân sách, tín dụng, đầu tư công. Thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng đã làm việc với bộ ngành liên quan như Bộ Tài chính, ngân hàng nhà nước đề xuất chính phủ xem xét về gói này để triển khai phù hợp. Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết thêm, mấu chốt của chính sách phát triển nhà ở xã hội là miễn tiền sử dụng đất và tín dụng ưu đãi tín dụng ưu đãi vừa hỗ trợ chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội vừa hỗ trợ người dân khó khăn về nhà ở có đủ điều kiện và thời gian thu xếp tài chính để mua được nhà ở xã hội là rất cần thiết qua tổng hợp báo cáo của các địa phương trên địa bàn cả nước có 622 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 565.177 căn, trong đó số lượng dự án hoàn thành 79 dự án với quy mô 42.414 căn, số lượng dự án đã khởi công xây dựng 131 dự án với quy mô 111.687 căn, số lượng dự án đã được chấp thuận chủ đầu tư 412 dự án với quy mô 411.076 căn. Như vậy, với số lượng căn hộ đã được khởi công hoàn thành đến nay đã đạt khoảng 36% mục tiêu của đề án đặt ra đến năm 2025 là 428.000 căn.